Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Video phát hành vào buổi tối hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2022. Video clip tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng vừa thực hiện, đó là thâu những cái chương trình băng cối để gửi một số bác khách ở trên mọi miền Tổ quốc. Trong video này thì Hoàng Gia xin được cảm ơn các bác đã quan tâm, ủng hộ và theo dõi, và cũng như là đặt những cái chương trình băng cối, băng cassette và đĩa CD của Hoàng Gia Đô. Hôm nay thì Hoàng Gia Đô có làm xong được một số cái chương trình băng cối. Thì một chương trình của Tuấn Vũ cho bác khách ở Sơn La, hai cuốn băng 10, nhạc vàng tuyển chọn 1 và nhạc vàng tuyển chọn 2 cho bác một bác khách ở Bình Phước, và 4 cái cuốn nhạc tuyển chọn vàng 1-2 này là băng 7 đó, dành cho, và 10 chiếc đĩa CD là gửi cho bác khách rất là quen thuộc của Hoàng Gia Đô, đó là bác ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cảm ơn ba bác khách đã quan tâm ủng hộ, và cũng như cảm ơn các bác đã ủng hộ những cái sản phẩm trước, và cảm ơn các bác rất là nhiều. Những bác nào đang quan tâm đến chương trình băng cối, băng cassette, đĩa CD thì có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia Đô. Thì cái chương trình nhạc vàng 1 và 2 này thì Hoàng Gia có quay video cách đây khoảng 2 đến 3 hôm trước, thì các bác có xem, và Hoàng Gia cũng đã đọc cái nick tên bài, và đây là những cái album và những cái băng tuyển chọn của rất nhiều các ca sĩ. Trong đấy có 9 gương mặt của các ca sĩ rất là quen thuộc, đó gồm Chí Linh, có Hùng Cường, có Giao Linh, có Thanh Tuyền, có Hoàng Oanh, có Hương Lan. Đấy, và rất một số các ca sĩ khác nữa. Đấy, thì đây là những cái băng nhạc trước năm 1975, có riêng cái Tuấn Vũ là sau năm 75 thôi. Thì đây là một bác khách đặt riêng của Hoàng Gia Đô. Thì với cái chương trình hai cái băng 10 này, đấy, thì nó là 90 phút một mặt các bác nhé. Còn những cái chương trình băng 7 này thì đó là 45 phút một mặt, tức là một cuốn là 90 phút, còn băng 10 gấp đôi là 180 phút. Đấy, thì một cuốn băng 10 này sẽ bằng hai cuốn băng 7 này, các bác nhé. Đó, thời lượng sẽ bằng như thế. Và tất cả những cái băng này thì Hoàng Gia làm trên băng là sợi Scotch gân gà, các bác nhé. Sợi này thì là cực kỳ chất lượng rồi. Kể cả các bác sau này các bác muốn in cái chương trình khác, nếu chúng ta giữ tốt, bảo quản tốt thì vẫn in đi vẫn lại nhiều lần được, các bác nhé. Trừ khi chúng ta không giữ tốt mà bị mốc thì không nói làm gì, còn nếu mà chúng ta bảo quản tốt thì chắc chắn là rất là bền. Với những chương trình băng 10 này thì Hoàng Gia đang in cũng sợi gân gà, cũng là Scotch, nhưng mà sử dụng là xương nhôm. Thì cái xương nhôm này thì các bác thích cái xương Akai hay Tech thì nó vẫn là bằng tiền nhau thôi. Chương trình này thì Hoàng Gia đang làm cho các bác là 2.300.000 đồng, thì trong đó có 500.000 đồng là tiền xương một chiếc xương nhôm như thế này mới 100%, và 1.800.000 là chương trình và băng, dây băng 1.800.000. Đấy, bác nào mà có xương rồi thì gửi xương qua thì Hoàng Gia sẽ làm cho bác, các bác nhé. Còn nếu các bác chưa có xương thì Hoàng Gia đang giao lưu với bác là 500.000 một chiếc xương này, giá như thế là quá hợp lý rồi. Thì bình thường các bác đi mua một chiếc xương này thì giá dao động từ 600 đến 700.000 một chiếc, không hề rẻ tí nào cả. Đấy, luôn luôn có giá ưu đãi cho các bác khi chúng ta mua băng của nhau hoặc là mua chương trình của nhau. Đó. Cuốn này cũng thế này, cuốn Tuấn Vũ này của một bác khách ở Sơn La đặt của Hoàng Gia Đô. Thì bác nào mà là fan cũng như là thích nghe giọng ca của Tuấn Vũ, tóc xù đấy, đây là những cái bài mà tuyển chọn hay nhất trong thập niên 1988 và 1990, tức là năm 90 đó, của Tuấn Vũ. Thời đó là Tuấn Vũ vừa mới vào nghề xong, vừa mới vào nghề ca hát. Thì hôm nay thì Hoàng Gia cũng xin công bố một số cái bài hát của Tuấn Vũ này. Bác nào là fan của Tuấn Vũ thì cũng có thể lựa chọn cái chương trình này, thì Hoàng Gia sẽ in cho các bác luôn, các bác nhé. Vẫn là in trên sợi Scotch gân gà thôi, 90 phút một mặt, tương đương với khoảng 18 bài một mặt, các bác nhé. Tức là một cuốn băng 10 này tương đương với là 36 bài, là hai mặt, in trên băng gân gà Scotch và 4 chắc. Mặt A gồm 10 năm tình cũ, nhà anh nhà em, biệt kinh kỳ, cô bé ngày xưa, đôi mắt người xưa, bướm trắng, đêm buồn tỉnh lẻ, mùa xuân lá khô, nếu đừng giang dở, gió cuốn mây trôi, bông cỏ may, lá thư cuối cùng, phút cuối, tình như mây khói, một lần giang dở, nếu em về bên anh, gửi về em và ngại ngùng. Mặt B thì gồm những bài như sau: đêm bơ vơ, chuyến đò không em, ngại, người về xa thành phố, chuyện đêm mưa, ga chiều phố nhỏ, phố vắng em rồi, vết thương cuối cùng, hai vì sao lạc. Gặp nhau nằm ngơ, dấu chân kỷ niệm, vòng tay giữ trọn ân tình, bài hát này cho em, thành phố sau lưng, thiệp hồng anh viết tên em, hỏi anh hỏi em, ngày mai ngày sau sẽ ra sao, đường xưa nghĩa cũ và đêm trao kỷ niệm. Thì đây là một cái chương trình của Tuấn Vũ,
Đây là những cái bài hát rất là hay được Tuấn Vũ thể hiện vào những thập niên 90. Thời Tuấn Vũ bắt đầu vào cái nghề ca hát các bác nhé. Đó. Thì những cái chương trình này thì trong ngày mai thì Hoàng Gia sẽ gửi cho các bác nhé. Sẽ đóng hàng gửi cho các bác. Đó. Thì tiện thể sẽ ra bưu điện để gửi cho các bác và ship toàn quốc trên mọi miền Tổ quốc. Thì Hoàng Gia cũng xin báo giá để các bác tham khảo một cuốn băng 7 như thế này. Chương trình bất kỳ các bác nhé, bất kỳ. Sợi sơ cốt gan gà là 800 ngàn một cuốn. Với những sợi băng 10. Đấy, băng 10, sợi sơ cốt gan gà in 4 trách 2 mặt và là sử dụng xương nhôm mới 100%. Xương có thể là tech hoặc là AK thì tùy các bác lựa chọn, màu bạc hay màu xanh hay màu vàng gold hay màu gì đó thì cũng tùy các bác. Các bác thích màu gì thì Hoàng Gia sẽ đưa vào cái màu đấy cho các bác thôi. Là 2.300.000 một cuốn các bác nhá, 2.300.000 một cuốn ạ. Dạ vâng. Và những cái chương trình này các bác có thể in các set. In sang các set thì Hoàng Gia vẫn in các set cho các bác bình thường các bác nhá. Đó, các bác thích băng cối thì in băng cối, thích các set in các set và thích CD thì in CD. Đó thì mọi thông tin chi tiết thì mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh ạ. 0975884009. Địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhá. Và những bác nào mà ở tỉnh xa mà chúng ta có băng mà chúng ta muốn in chương trình thì chúng ta có thể gửi qua bưu điện. Thì Hoàng Gia sẽ nhận được băng, kiểm tra băng. Nếu băng chúng ta làm được nhạc thâu tốt thì Hoàng Gia sẽ báo lại, còn nếu băng mà kém chất lượng thì Hoàng Gia cũng sẽ báo lại cho các bác để tránh chúng ta in nó phí tiền và lãng phí các bác nhá. Cảm ơn các bác và xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.